Rồi, em chào anh Quang, Quang ơi. Rồi, mình cũng gửi lời chào bà con và anh em đang xem kênh. Trước tiên thì mình cũng gửi lời cảm ơn bà con anh em đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Hôm nay thì mình cũng tiếp tục giới thiệu một số hoa giấy thành phẩm của mình. Ngũ sắc có, cẩm thạch 3-4 màu có. Đây là cây mã số 0 nha anh em. Cây này cây sắc pháo, mình ghép cẩm thạch 1 màu anh em ơi. Cây đang lên bông rực rỡ nha anh em. Cây này chiều cao của cây từ mặt chậu là 3m anh em ơi, tới đỉnh 3m. Cái tán rộng của nó tầm 2,5 m. Cây này cây sắc pháo nha anh em, mình ghép cẩm thạch 1 màu. Cái số điện thoại của mình là 0939396500, cũng là cái số Zalo luôn. Mình ở khu dân cư Hồng Phát, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Cây này cây sắc pháo nha anh em, cây này hoàn thiện 100% anh em ơi. Cây này chỉ có lỗi nhẹ một hai chỗ nhỏ nhỏ thôi, không có lỗi gì lớn nha anh em. Lỗi đâu anh? Cái nó bị xăm một hai chỗ, ví dụ như chỗ này vậy đây. Xăm nhẹ chỗ này, cái chỗ này không đáng kể. Với một hai chỗ mặt cắt thôi, chứ không có là xăm nhiều. Mình cũng đo cái hoành thân cây này cho anh em tham khảo luôn. Hoành thân sát đáy nha anh em, vị trí này được 70 anh em ơi. Thoát thân lên thử anh. Thoát thân lên tới cái chán ba này. Dạ, tên ba này được 55 anh em ơi. Cây này mã số 0 nha anh em. Cây này mình xin giao lưu với anh em qua số điện thoại. Anh em nào có nhớ ý giao lưu thì gọi trực tiếp cho mình. Số điện thoại của mình là 0939396500, cũng là cái số Zalo của mình luôn. Cây này hiện giờ có bông tết, vẫn có bông nha anh em. Anh em yên tâm chơi nha. Cây bây giờ có bông tết, vẫn có bông bình thường. Rồi, tại vì trong vòng này bà con có giao lưu thì qua số điện thoại ha. Rồi đúng rồi, anh em nào bà con nào có nhớ giao lưu thì gọi trực tiếp cho mình. Mình báo giá qua số điện thoại nha anh em. Cây này dạng cây khủng, không có lên bằng quay được nha anh em. Cây này nó cao to, thân và lắc, dáng bay rất đẹp. Cây này có mã số 0 nha anh em. Cây này rất là nghệ thuật anh em ơi, hoàn thiện 100%. Cây này chơi là ok. Tiếp tục mình cũng giới thiệu cây cẩm thạch gốc Mỹ, mình ghép 6 màu nha nè. Gốc Mỹ mình ghép 6 màu cẩm thạch. Cây hiện tại đủ 6 màu nha anh em ơi. Gốc Mỹ cái dáng bay rất là đẹp. Thân cây dáng bay rất đẹp. Cây số 1 ha. Cây này cây số 1 nha anh em. Gốc Mỹ ghép 6 màu cẩm thạch anh em ơi. Cây này có mã số 1. Dáng bay tàn ở trên rất là rồi, 6 màu nào Quang? Hiện tại nó có màu hồng, hồng đậm, hồng nhạt nha anh em. Hồng đậm, hồng nhạt nè, với màu vàng nè. Tím, trắng, đây bên đây là có màu đỏ đây, có màu đỏ ở đây luôn. Rồi, tím, trắng, đỏ nó đủ luôn ha. Đúng, đủ 6 màu cho anh em nha. Cây này tàn rất là xum xê. Về chơi bây giờ hết được bông này, về coi đợi nữa là tết có bông bình thường nha anh em. Rồi, thông số luôn Quang ơi. Cái chiều cao từ mặt chậu, chiều cao được 80 anh em ơi. Rồi, tán ngang đi em. Tán ngang, tán ngang được 100 anh em ơi. Tán ngang 100. Cái hoành hai thân ngay vị trí này được 34 anh em ơi. Ngay vị trí này nha anh em. Rồi. 34 nha. Cái chiều dài của cái thân bay, chiều dài của thân bay được 60 anh em ơi. Chiều dài thân bay được 60. Cây này không bị lỗi nha anh em. Một cây Mỹ hoàn thiện. Cây này mã số 1. Mình xin giao lưu với anh em 6 triệu bao ship 200 km. Anh em nào có nhớ giao lưu thì gọi trực tiếp cho mình nha. Rồi, đổi cây luôn. Tiếp tục cây số 2. Cây số 2 cũng là một cây gốc Mỹ, mình ghép 5 màu Thái anh em ơi. Gốc Mỹ ghép 5 màu Thái nha anh em. Cây hiện tại đủ 5 màu nha anh em. Gốc Mỹ ghép 5 màu Thái. Cây mã số 2. Cây này rất là đẹp nha anh em, cái gốc rất là quái. Nó có thông số chiều cao cho anh em tham khảo luôn. Chiều cao của cây là được 70 anh em ơi. Tán rộng, tán rộng được 70 luôn. Vành cổ thân ngay vị trí này được 20 anh em ơi. Vị trí này được 20. Cây này mã số 2 mình xin giao lưu với anh em 1,6 triệu bao ship
Mã số 2 có giá 1.600.000 bao ship nha nè. Tiếp tục mã số 3 cũng là một cây gốc Mỹ, mình ghép 5 màu Thái luôn. Cây số 3 cũng là cây gốc Mỹ ghép 5 màu Thái luôn nha nè. Cây này có bông mà Tết vẫn có bông bình thường nha Nam, anh em khỏi lo nha, Tết không có bông nha. Tại vì cây này trong vòng tháng rưỡi lên bông rồi. Chiều cao của cây, chiều cao 75. Tán rộng 75 luôn anh em ơi. Hoành thân ở vị trí này. Được 16 anh em ơi. Hoành thân 16. Cây mã số 3 cũng có giá 1.600.000 bao ship cho anh em luôn. Cái cây nhỏ này bao ship toàn quốc ha. Cây này bao ship luôn anh em ơi. Cây này ship chậu luôn. Cái này chậu nhựa mình xếp chậu luôn nha. Cái nào chậu xi măng mình mới rút chậu ra. Tiếp tục cây mã số 3. Cây số 4 anh em ơi. Cây số 4 là một cây gốc Mỹ, mình ghép cẩm thạch một màu nha nè. Gốc Mỹ ghép cẩm thạch một màu. Mã số 4. Cây này cũng xin giao lưu với anh em 1.500.000 bao ship luôn. Nhận ship toàn quốc nha nè, mình bao ship luôn. Cây đang lên bông nụ rất là nhiều nha nè. Chiều cao của cây là 80. Tán rộng được 80 luôn. Hoành thân. Hoành thân được 16 anh em ơi. Hoành thân 16. Cây này cũng có giá 1.500.000, mã số 4. 1.500.000 bao ship cho anh em luôn. Mã số 4 có giá 1.500.000 nha anh em. Số điện thoại của mình là 0939396500, cũng là cái số Zalo luôn anh em ơi. Cho nó mát. Tiếp tục mã số 5. Mã số 5 cũng là một cây gốc Mỹ ghép cẩm thạch một màu luôn anh em ơi. Cây gốc Mỹ ghép cẩm thạch một màu màu tím. Bông rất là xum xê nha nè, hàng siêu bông. Này dạng bonsai anh em ơi, gọn gọn chơi để lan can băng công rồi là ok. Cây này cái mã số 5 cũng có giá 1.500.000 bao ship cho anh em luôn. Chiều cao 74. Tán rộng được 60. Hoành thân. Hoành thân cây này được 21 anh em ơi. Mình đăng cây này được 21, cây này có rễ sam đây một chút nha nè. Cây này cũng có giá 1.500.000 bao ship cho anh em luôn, cây mã số 5. Anh em thích cây mã số nào thì chọn cái mã số, mình ship đúng cái mã số cây cho anh em. Cái số điện thoại của mình là 0939396500, cũng là cái số Zalo luôn nha nè. Mình ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Mình có số lượng hoa giấy ngũ sắc phục vụ Tết nha nè. Anh em nào có muốn sỉ thì liên hệ trực tiếp mình nha. Mình có số lượng lớn. Chính đây nè. Mình có số lượng lớn và giấy ngũ sắc nha nè. Mình phục vụ trong cái Tết này. Anh em nào muốn sỉ về lấy bán lại cái dịp Tết thì alo cho mình nha. Cây này là cây mã số 6. Cây gốc Mỹ ghép 5 màu Thái ngũ sắc. Cây này có giá 1.500.000 bao ship cho anh em nha. Đây, hiện tại đủ 5 màu nha anh em yên tâm, sợ khỏi sợ thiếu màu nha. Chiều cao của cây là 90 anh em ơi. Cây này cao, chiều cao 90. Tán rộng được 70. Hoành thân cái này được 12 anh em ơi. Hoành thân 12. Cái mã số 6 có giá 1.500.000 bao ship cho anh em luôn. Tiếp tục mã số 7. Cũng là một cây gốc Mỹ ghép 5 màu Thái luôn. Cái hiện tại đủ 5 màu nha nè. Cái lô này là có đủ mặt bông cho anh em tham khảo nha. Yên tâm khỏi sợ thiếu màu nha. Cái lô này là được có đủ mặt bông cho anh em nha. Cây này cây mã số 7. Mã số 7 cũng có giá 1.500.000 bao ship cho anh em luôn. Chiều cao của cây. Chiều cao là 86 anh em ơi. Cao 86. Tán rộng là 55. Hoành thân được 13. Cây này cũng có giá 1.500.000 bao ship cho anh em luôn. Cây này nguyên một lô này giống nhau không anh em, đồng giá không à, trên là không có trên lệch cái tiền. Chủ yếu anh em thích cây nào thì mình chọn cái mã số cây đó thôi. Chính đây nè. Rồi, tiếp tục mã số 9 anh em ơi. Cũng là một cây gốc Mỹ ghép 5 màu Thái. Cây 8 cũng là một cây Mỹ 5 màu Thái luôn anh em ơi. Cây hiện tại có mặt bông nha nè. Bây giờ có bông Tết vẫn có bông bình thường. Cây mã số 8 cũng có giá 1.500.000 bao ship cho anh em luôn. Nhận ship toàn quốc, bao ship toàn quốc luôn. Cây này chiều cao 80. Tán rộng 60. Hoành thân được 13 luôn.
cũng có giá 1 triệu rưỡi nha anh em. Cây mã số 8 cũng có giá 1 triệu rưỡi bao ship cho anh em luôn. Tiếp tục mã số 9. Mã số 9 là cũng cây 5 màu Thái luôn anh em ơi. Cây mã số 9 này cũng là một cây Mỹ ghép 5 màu Thái luôn. Cây này cũng có giá 1 triệu rưỡi bao ship cho anh em luôn, mã số 9. Chiều cao của cây. Chiều cao được 75 anh em ơi. Cao 75, tán rộng 75 luôn. Vành thăng. Vành thăng được 13 luôn. Cây này gốc rất đẹp nha anh em, cắt gói nha. Gốc rất là gói rất là đẹp. Cây này mã số 9 có giá 1 triệu rưỡi bao ship cho anh em luôn. Tiếp tục mã số 10. Cũng là một cây gốc Mỹ ghép 5 màu Thái luôn. Đây, hiện tại có 5 màu Thái nha anh em, có đủ mặt bông nha. Mã số 10, cây này cũng có giá 1 triệu rưỡi bao ship cho anh em luôn. Số điện thoại của mình là 0939396500, cũng là cái số Zalo luôn. Anh em thích cây nào thì chọn cái mã số, mình sẽ xếp đúng mã số cây cho anh em. Đây, hiện tại có đủ 5 màu. Chiều cao của cây 85. Tán rộng. Tán rộng 75. Hoành thân 14. Cây mã số 10 cũng có giá 1 triệu rưỡi luôn anh em ơi. Cái lô này mình làm giống giống không mà nha anh em. Cùng một lô đồng giá tiền. Anh em thích cái gốc nào thì chọn thôi, chứ giá cả nó không chênh lệch. Tiếp tục là cây mã số 11. Một cây Mỹ ghép cẩm thạch một màu tím anh em ơi. Mã số 11. Cây này tàn lớn anh em. Thân cũng to, to cao. Bộ đế này rất là đẹp. Cây mã số 11. Gốc Mỹ ghép tâm thạch một màu màu tím anh em ơi. Bông rất là xum xê. Chiều cao của cây từ mặt chậu được 90 anh em ơi. Tán rộng. Tán rộng được 90 luôn. Hoành thân. Hoành thân được 18 anh em ơi. Hoành thân 18, cây mã số 11 có giá 2 triệu rưỡi bao ship cho anh em luôn. 2 triệu rưỡi bao ship nha anh em, mã số 18. Ủa, mã số 11. 2 triệu rưỡi. Anh em nào ở xa thì mình ship cây có thể xuống bông xuống lá chút đỉnh nha anh em. Ở gần thì cây ok nha, nhưng mà ở xa thì nó cây thiếu nước nữa phải xuống bông xuống lá, nhưng mà về anh em chăm lại thì Tết vẫn có bông bình thường. Cây mã số 12. Cũng là một cây gốc Mỹ ghép cẩm thạch một màu màu tím luôn. Bông rất là xum xê nha anh em. Cây này anh em chơi với cây mã số 11 là một cặp đó anh em ơi. Thân cây giống giống nhau. Chiều cao cây này cũng được 90 luôn. Tán rộng. Tán rộng cây này cũng được 90 luôn anh em ơi. Hoành thân. Hoành thân cây này được 16. Cũng có giá 2 triệu rưỡi bao ship cho anh em luôn. Cây này bộ đế đẹp hơn cây kia nữa anh em. Bộ đế rất là to. Cây này cũng có giá 2 triệu rưỡi bao ship cho anh em luôn. Cây mã số 12. Số điện thoại của mình là 0939396500, cũng là cái số Zalo luôn nha anh em. Anh em thích cây nào thì gọi trực tiếp cho mình. Tiếp tục cây mã số 13. 13 cũng là một cây gốc Mỹ ghép 5 màu Thái. Cây hiện tại đủ 5 màu nha anh em. Có mặt bông cho anh em yên tâm. Về chơi ok, khỏi phải sợ thiếu mặt bông. Cây mã số 13. Gốc Mỹ ghép 5 màu Thái. Chiều cao của cây. Chiều cao được 85 anh em ơi. Cao 85, tán rộng. Tán rộng được 80. Hoành thân. Hoành thân cái này được 17 anh em ơi. Hoành thân 17. Mã số 13 có giá 1 triệu 6 bao ship cho anh em luôn. Mã số 13 có giá 1 triệu 6 bao ship. Một cây gốc Mỹ ghép 5 màu Thái. Tiếp tục mã số 14. Cũng là một cây gốc Mỹ ghép 5 màu Thái luôn. Mã số 14 cũng là một cây gốc Mỹ ghép 5 màu Thái luôn nha nè. Chiều cao của cây. Chiều cao là 60-70 anh em ơi. Cao 70. Tán rộng được 70 luôn. Hoành thân. Hoành thân vị trí này được 13 luôn. Cây mã số 14 cũng có giá 1 triệu rưỡi bao ship luôn. Mã số 14 có giá 1 triệu rưỡi bao ship luôn. Cây gốc Mỹ ghép 5 màu Thái.
Tiếp tục mã số 15. Mã số 15 cũng là một cây gốc Mỹ gấp 5 màu Thái luôn. Đây hiện tại có mặt bông nha nè. Anh em thích cây nào thì chọn cái mã số rồi mình ship đúng mã số cây cho anh em nha. Chiều cao của cây, chiều cao được 77. Tán rộng, tán rộng được 70. Hoành thân, hoành thân 13 luôn. Cái mã số 15 cũng có giá 1,5 triệu bao ship luôn anh em ơi. Mã số 15 cũng có giá 1,5 triệu bao ship luôn. Tiếp tục là cây mã số 16. Cây 16 cũng là một cây gốc Mỹ ghép 5 màu Thái luôn anh em, ngũ sắc Thái nha anh em. Cây mã số 16 cũng đồng giá 1,5 triệu luôn anh em ơi. Mình bao ship toàn quốc, nhận ship toàn quốc. Số điện thoại của mình là 0939396500, cũng là cái số Zalo luôn. Mình ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ nha anh em. Mình có sỉ số lượng qua giấy ngũ sắc này cho anh em về bán lại trong cái dịp Tết này nha. Chiều cao của cây là 80. Tán rộng, tán rộng là 70 anh em ơi. Hoành thân, hoành thân cây này được 15. Cái vị trí này 15 nha nè. Cây này cũng có giá 1,5 triệu bao ship luôn. Mã số 16 có giá 1,5 triệu bao ship. Mã số 17 cũng là cây gốc Mỹ ghép 5 màu Thái. Cây này có cái tông cao nha nè. Cây này có cái tông cao, nhưng mà vẫn có cái giá là 1,5 triệu đồng giá cho anh em chơi. Số tiền nó không có trên lệch, chủ yếu là anh em thích cây nào thì chọn mã số cây thôi, chứ cái giá thì nó không trên lệch. Cây này chiều cao của cây, chiều cao cây này được 97 anh em ơi. Chiều cao 97, cây này cao. Tán rộng được 70 luôn. Hoành thân, hoành thân vị trí này được 14. Mã số 17 cũng có giá 1,5 triệu bao ship cho anh em luôn. Mã số 17 cũng có giá 1,5 triệu nha anh em. Cây gốc Mỹ gấp 5 màu Thái. Tiếp tục là cây mã số 18. Mã số 18 là một cây gốc Mỹ ghép 3 màu cam thạch anh em ơi, tím trắng hồng. Một cây gốc Mỹ ghép 3 màu cam thạch tím trắng hồng, cây hiện tại đang có bông nha nè. Anh em ở xa mình ship thì nó xuống bông xuống lá nha nè, không có đẹp như ở vườn mình được. Nhưng mà về anh em chăm lại đảm bảo là Tết vẫn có bông bình thường nha. Tại vì cây trong vòng tháng rưỡi nó có bông rồi. Tây tới Tết còn 2 tháng nữa. Anh em vừa chơi hết được bông này, Tết vẫn có bông bình thường. Cây này cây mã số 18. Chiều cao của cây là 90. Tán rộng, tán rộng được 70. Hoành thân, hoành thân được 15. Cây này mã số 18 ghép 3 màu cam thạch tím trắng hồng, có cũng có giá 1,5 triệu bao ship cho anh em luôn. Mã số 18 cũng 1,5 triệu bao ship nha anh em. Tiếp tục mã số 19 cũng là một cây gốc Mỹ ghép 3 màu tím trắng hồng luôn. Mã số 19 cũng là một cây gốc Mỹ ghép 3 màu tím trắng hồng luôn nha nè. Anh em thích cây nào thì gọi alo cho mình nha. Số điện thoại của mình là 0939396500, cũng là cái số Zalo của mình nha. Chiều cao của cây là 85. Tán rộng, tán rộng được 70. Hoành thân, hoành thân được 16. Cây mã số 19 cũng có giá 1,5 triệu bao ship cho anh em luôn. Mã số 19 cũng có giá 1,5 triệu vào ship nha nè. Tiếp tục mã số 20. Mã số 20 là một cây bự nha nè. Cây cẩm thạch bự. Cây này hơi to anh em đợi một tí. Lên bằng quay nó hơi đuối. Cây này mã số 20 anh em ơi. Cây này khủng cây. Cây này cao từ mặt chậu lên tới đỉnh là 1,5 m anh em ơi. Cao từ mặt chậu lên tới đỉnh là 1,5 m nha. Tán rộng 1,4 m nha nè. Cây đang lên bông sum xê nha. Cây mã số 20. Cây sát pháo. Mình ghép cẩm thạch một màu.
Cây này anh em về chơi Tết là ok nha nè. Bây giờ có bông Tết vẫn có bông bình thường. Cây này có sam nhẹ một hai chỗ rồi chứ không có bị lũa gì sâu nặng nha nè. Đây ví dụ như chỗ này có sam ở đây một chút thì mình cũng xử lý keo cho anh em rồi. Ngay chỗ này đây. Chỉ ngay vị trí này thôi ha anh. Đúng rồi, ngay vị trí đó thôi. Chỗ này nó bị chạy da mình xử lý rồi. Rồi, hoành lâu đen. Cái hoành thân sát đáy luôn nha nè, hoành thân sát đáy là được 75. Xích trên. Xích lên trên ngay cái cổ thân này. Xích trên chỗ này là được 57. Rồi, thoát thân luôn đen. Thoát thân. Thoát thân được 50. Rồi, thoát thân 50. Quay vòng đế luôn. Cái này cái sắt pháo mình ghép cẩm thạch một màu tím nha nè. Cái này hoàn thiện 100% về là chơi thôi anh em ơi, chứ không có vấn đề gì nữa hết. Cây rất là khủng cây. Cái mã số 20 này mình báo giá qua số điện thoại luôn anh em ơi. Anh em nào có nhớ ý giao lưu thì mình gọi trực tiếp cho mình nha. Rồi. Mã số 20 mình báo giá qua số điện thoại luôn. Rồi, tiếp tục là cây mã số 21 là một cây Mỹ ghép 5 màu Thái. Gốc Mỹ ghép 5 màu Thái anh em, mã số 21. Mã số 21 này cũng có giá 1 triệu rưỡi bao ship cho anh em luôn. Cây hiện tại đủ 5 màu bông nha nè. Anh em thích thì cứ alo cho mình. Số điện thoại của mình là 0939396500, cũng là cái số Zalo luôn. Cây mã số 21 chiều cao. Chiều cao được 70. Tán rộng. Tán rộng 70 luôn. Hoành thân ngay vị trí này. Vị trí này được 15 anh em ơi. 15. 21, mã số 21 có giá 1 triệu rưỡi bao ship cho anh em luôn. Tiếp tục mã số là 22. Một cây Mỹ Gin. Mã số 22 một cây Mỹ Gin nha anh em, đang lên bông nha, nụ rất là nhiều. Cây hoàn thiện 100%, về là chơi đó, ok thôi. Vô dây sẵn rồi. Nên về khỏi chỉnh sửa gì hết. Một cây Mỹ Gin, chiều cao của cây. Chiều cao được 60 anh em ơi. Tán rộng. Tán rộng được 70. Cây đang lên bông rất nhiều nha anh em. Đo ngay cổ này hai thân nha anh em. Cổ này hai thân được 25. Nó bị sam ha anh? Bị sam đây một chút. Cổ hai thân. Cái da nó bị sam lượng này chút, đảm bảo sức khỏe nha nè. Yên tâm nha. Hoành cũ. Hoành cũ cho hai tay mình không giáp. Cổ hai tay mình ốp vô không giáp nha nè. Cũ rất là đẹp, rất là nghe thật. Cái này dạng bonsai nè, đang lên bông quá đẹp. Rồi, giá luôn quá. Mã số 22 này xin giao lưu với anh em 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi bao ship. Ship cây chứ không ship chậu nha nè. Tiếp tục mã số 23. 23 là một cây sắc pháo ghép 3 màu. Cẩm thạch trắng với cẩm thạch đỏ với một màu đỏ Thái. Mã số 23 nha nè. Cây lên được 2 màu rồi ha. Lên được 2 màu rồi, còn cái màu đỏ Thái chưa có nha nè. Đỏ Thái chưa bông nha. Hai màu cẩm thạch lên rồi, trắng với màu đỏ của cẩm thạch lên rồi nè. Trắng với màu đỏ cẩm thạch lên rồi đây. Rồi, đo đen. Chiều cao của cây. Chiều cao được 85 anh em ơi. Tán rộng. Tán rộng được 80. Hoành thân. Cái sắc pháo to nha nè. Ghép cẩm thạch. Hoành thân được 37. Hoành thân 37. Cây này có giá 1 triệu 7 bao ship cho anh em luôn. Mã số 23 có giá 1 triệu 7 bao ship cho anh em luôn. Tiếp tục mã số 24. Cũng là một cây sắc pháo ghép 3 màu Thái. Màu đỏ với màu hồng với màu trắng. Trắng của trắng Thái là trắng phớt hồng đó nha anh em. Cây này mã số 24 cũng có giá 1 triệu 7 bao ship cho anh em luôn. Bông rất là xum xê nha nè. Sắc pháo ghép 3 màu Thái. Chiều cao của cây. Chiều cao 75. Tán rộng 70. Hoành thân hay vị trí này. Nguyên cục to đùng. Hoành thân hay vị trí này được 44 anh em ơi. Hoành thân được 44.
Cây này cũng có giá 1,7 triệu bao ship cho anh em luôn, mã số 24. Mã số 24 cũng là cây có clip. Cũng chân thành cảm ơn bà con anh em đã bỏ thời gian xem cái clip. Cũng rất mong được sự ủng hộ của bà con cho anh em. Chào tạm biệt bà con anh em ạ. Rồi, anh chào anh Quang luôn. Rồi, kênh là TK Bonsai xin cảm ơn bà con cô bác đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại bà con cô bác vào video lần sau.